Nguyễn Thị Định sẽ luôn là một thương hiệu giáo dục đáng tin cậy trong lòng học sinh, phụ huynh và xã hội. Thời gian có thể mang tôi ra khỏi Nguyễn Thị Định, nhưng không thể mang Nguyễn Thị Định ra khỏi tôi. Thật tự hào khi chúng em được là học trò của các thầy cô giáo trường tiểu học Nguyễn Thị Định. Đứng lại. Cố lên nàng, cố lên nàng, cố lên nàng. Đăng tiến vào lễ đài là trường Rồi, đi, đi, đi. Lê Văn Tám. Bên đội được vinh dự mang tên của người anh hùng thiếu nhi Lê Văn Tám. Qua các năm học, liên đội đều thực hiện tốt chủ đề hoạt động các năm học, thực hiện tốt chỉ tiêu công trình măng non và kế hoạch nhỏ của từng năm học. Liên đội luôn tập trung các nội dung hoạt động, tạo môi trường học tập, rèn luyện cho các em đội viên, thiếu nhi, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, đẩy mạnh giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, gắn với công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên như một ngày làm nông dân, đã xây dựng xong mô hình vườn rau sạch và đang duy trì với 9 loại rau củ sạch. Đội phát thanh măng non, múa hát sân trường vào đầu giờ đều đặn hàng ngày, tìm hiểu và thuần thục các trò chơi dân gian truyền thống vào các giờ giải lao và học ngoại khóa với 100% đội viên nhi đồng tham gia, tăng cường tập huấn kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm giúp trẻ em có thể tự bảo vệ khi bị ngược đãi, xâm hại, kỹ năng tham gia các hoạt động xã hội ở cộng đồng. Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng, các câu lạc bộ học thuật, sinh hoạt sao, sinh hoạt đội được duy trì và thu hút đông đảo đội viên sao nhi đồng tham gia, tích cực tham gia với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp quận và đạt được nhiều thành tích. Bên cạnh đó, liên đội còn tổ chức các câu lạc bộ như câu lạc bộ ca múa, câu lạc bộ tiếng rối thiên thần, câu lạc bộ chống kèn, câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ thể dục thể thao cho học sinh có nhiều cơ hội tham gia vào các hoạt động tăng cường sân chơi giao lưu học hỏi cho các em. Nhiều năm liền được khen thưởng danh hiệu liên đội xuất sắc, được nhận bằng khen của quận đoàn, ủy ban nhân dân quận, thành đoàn và từ lần mấy đời. Đội vô cùng vinh dự mang tên hiệu trẻ lương lực danh Lương Thế Vinh. Qua trước cô lên ơi. Được hội đồng quận 7